Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng với tổng chi phí là 820 triệu. Đây là một mẫu nhà được thiết kế và thi công tại Yên Bái, chủ đầu tư là anh Thắng. Đầu tiên, cái kích thước của ngôi nhà đấy là 10m x 10m. Nhà có 3 phòng ngủ các bạn ạ. Những bạn nào đang có dự định thiết kế và thi công căn nhà này, các bạn có thể xem qua và xem lại video này. Tôi xin giới thiệu một chút, tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đây là cái kênh YouTube đầu tiên của Mark Home. Chúng tôi làm những video về những công trình mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng và được khách hàng phản hồi tích cực, thì chúng tôi sẽ làm những video này giới thiệu rộng rãi hơn đến tất cả mọi người. Những bạn nào có nhu cầu thiết kế và thi công, các bạn có thể liên hệ qua hai số hotline 0964458858 hoặc 0828153. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào trong website markhomevn.vn. Các bạn yêu thích kênh YouTube của Mark Home, các bạn vui lòng nhấn vào nút đăng ký và xem lại những video của chúng tôi trên kênh YouTube. Quay trở lại với lại thiết kế căn nhà này, các bạn thấy đây là một căn nhà vuông ván được thiết kế đầy đủ 2 tầng với hai phần sảnh chính và sảnh phụ. Phía bên tay trái của bạn đây là phần sảnh phụ. Ngoài ra chúng ta có phần ban công mà đi ra từ các phòng của tầng 2. Để dễ hình dung hơn thì tôi sẽ bật file mềm này để cho các bạn dễ hình dung. Đây là file SketchUp được thiết kế trên file AutoCAD và file SketchUp các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu xin file để xem qua hoặc là để bóc tách thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ạ. Tôi sẽ gửi file mềm cho các bạn. Đấy, các bạn thấy là bố cục từ bên ngoài vào bên trong rất là hài hòa. Đây là không gian cổng vào. Phía trước là đường quốc lộ các bạn ạ. Đây là nhà có hai mặt tiền. Đường này là đường ngõ bé thôi, nhưng mà nói chung cũng rất là đẹp khi mà lên thực tế. Đấy, các bạn xem qua hình dáng căn nhà. Đấy, từ cổng chính các bạn có thể qua phần sảnh chính và đi vào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua phần mặt bằng, xem có điều gì đáng chú ý hay không để dễ hình dung hơn, đối chiếu với lại phần phơi cảnh. Các bạn chú ý là đối với Mark Home thì chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ tất cả các hạng mục trong một bộ hồ sơ, bao gồm về kiến trúc, về kết cấu, về dự toán, về điện nước và đặc biệt là phải có nội thất. Các bạn lưu ý là khi thiết kế nhà mà không có nội thất thì sau này rất khó để thi công. Rất khó để thi công hoàn thiện phần bên trong của căn nhà. Thì đi từ sảnh chính này, chúng ta quay lại phần mặt bằng. Đi từ sảnh chính các bạn thấy phía bên tay trái là phòng khách đấy. Phòng khách rất là rộng. Cạnh phòng khách đấy là bộ kệ tivi. Đi vào trong là phòng bàn ăn. Bàn ăn này là bàn ăn tròn, bởi vì là anh chủ nhà rất thích mở bàn ăn tròn của 6 người. Ở bên cạnh đấy là bàn bếp. Đấy. Bên cạnh bàn ăn đấy chính là cái không lối lên tầng 2. Và ngoài ra có một phòng vệ sinh tại tầng 1 cạnh bếp và một phòng kho. Ngôi nhà thì có ông bà già nên là được bố trí riêng hai phòng ngủ đơn. Thực ra thì ông bà không thích ngủ chung với nhau nên là hai giường đơn được bố trí trong một phòng, một giường cho ông và một giường cho bà. Đấy, chúng ta sẽ cùng đi xem qua mặt bằng tầng 2. Các bạn lưu ý đây là kích thước 10m x 10m ạ. Đấy. Và ngoài ra thì chúng ta có thể mở cửa sổ được sang các khu vực xung quanh. Đây là mặt bằng tầng 2 ạ. Mặt bằng tầng 2 thì các bạn có thể thấy là khi đi lên tầng 2 thì sẽ vào một không gian sinh hoạt chung. Không gian này thì có bàn thờ, bởi vì bàn thờ luôn được ưu tiên là đặt ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà và quay về hướng chính của ngôi nhà. Ngoài ra đây phòng ngủ master thì có vệ sinh khép kín rồi ạ, cũng như các phòng ngủ khác, và điều đặc biệt là có ban công đi ra ngoài. Đây là phòng ngủ con, cũng có ban công ra ngoài ở phía trên lối sảnh phụ của tầng 1 ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem qua các file kỹ thuật. Tương tự như các công trình khác mà tôi đã giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn là thiết kế phải đầy đủ file thì chúng ta mới có thể thi công được. Nếu thiết kế mà thiếu file thì rõ ràng là cái việc thi công sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là cái hồ sơ kỹ thuật các bạn nhé. Về hồ sơ kỹ thuật thì trong này chúng tôi sẽ bóc đầy đủ phần thép, phần kết cấu, phần bê tông, phần bể nước ngầm để thợ có thể thi công một cách chính xác nhất.
gần như là chính xác tuyệt đối và không có hiện tượng nứt hay lún xảy ra khi được tính toán ứng lực trên máy. Và nếu như các bạn mà tự thi công trên cái nền đất mà mình không có kinh nghiệm thi công hoặc không có chuyên môn được đào tạo bài bản thì gần như cái hiện tượng nứt sàn, nứt cổ dầm sẽ xảy ra rất nhiều. Ngoài ra thì trong cái phần điện nước, nếu như mà không có bản vẽ hoàn công thì sau này chúng ta sửa hay là cải tạo lại sẽ rất khó khăn. Còn khi mà chúng ta có cái hồ sơ đã thiết kế rồi thì sau này các bạn muốn sửa lại hay là muốn cải tạo lại căn nhà cũng rất dễ dàng. Ở đây các bạn có thể thấy là cái mặt bằng của tầng 2 đấy, bố trí quạt hay là đèn chùm hay là các đèn downlight đều được thiết kế rất tỉ mỉ. Còn đây là mặt bằng tầng 1 đấy, từ điều hòa nóng lạnh, từ hệ thống cấp thoát đấy, tất cả đều rất chi tiết các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau review một chút về không gian nội thất. Trước hết đây là không gian ngoại thất bên ngoài. Đây là một phương án mà mái màu xanh. Còn cái phương án tôi vừa mới đưa cho các bạn xem là phương án ngói màu đỏ. Đấy, các bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức mái ngói. Thực ra nếu mà như bản thân tôi thì tôi vẫn thích màu xanh hơn. Bởi vì cái màu xanh thì nó cho mình cái cảm giác là hiện đại hơn một chút. Còn như màu đỏ thì đã lỗi thời rồi. Đây là phương án màu xanh, các bạn có thấy nó hiện đại hơn không ạ? Nói chung là nó thân thiện hơn. Đấy là cảm quan của tôi thôi. Còn lại là ngôi nhà của mình thì mình nên chọn theo cái sở thích riêng của cá nhân mình. Còn đây là một không gian nhìn từ trên xuống. Đấy, đây là một không gian nhìn từ ngoài đường vào. Nói chung là rất là đẹp, lên thực tế cũng rất là đẹp. Đây là không gian phòng khách các bạn nhé. Đấy, phòng khách thì sử dụng bộ ghế nú nghiến. Đây là bộ ghế mà anh chủ nhà đã giữ lại từ ngày xưa. Ngoài ra để có kết hợp cửa sổ lớn, vách kính kết hợp pano gung sổ khung gỗ lim Nam Phi. Mặt sàn thì được lát gạch 60 x 60 các bạn ạ. Đấy, phía trên trần thì đóng trần thạch cao, sơn giả gỗ. Đấy. Ở đây là một không gian phòng bếp, đây là bàn tròn 6 người. Như tôi đã vừa nói là anh chủ nhà là đặc biệt yêu cầu là ăn trên bàn tròn. Đây là cái bàn gia đồ các bạn nhé, hay còn gọi là bàn ba đấy. Bàn này có tác dụng là khi chúng ta nấu nướng xong chúng ta sẽ chuyển ra bàn này và từ bàn này chúng ta có thể chuyển ra bàn ăn, hoặc là mỗi buổi sáng chúng ta ăn nhẹ thì chúng ta có thể ăn trực tiếp trên bàn này được. Còn đây là cái hệ tủ bếp kịch trần. Thì đối với lại ngôn ngữ hiện đại hiện nay thì người ta thường ưu tiên thiết kế kịch trần bởi vì là nhìn nó gọn gàng, nó không bừa bộn. Đây là một góc nhìn ra bên ngoài cửa chính. Đấy, đây là cái vách tivi, còn đây là cửa vào trong phòng ông bà. Đây là cầu thang đi lên tầng 2. Đấy, các bạn thấy là khi có thiết kế nội thất thì chúng ta dễ hình dung hơn rất nhiều. Ở đây là không gian phòng sinh hoạt chung các bạn nhé. Phòng sinh hoạt chung thì chúng ta có bàn thờ. Đấy, đây là bàn thờ. Còn đây là bộ bộ ghế gỗ sồi kết hợp với lại bọc da. Cũng rất là đẹp và thịnh hành. Đây là không gian trong phòng ngủ. Đây, phòng ngủ master chính. Phòng ngủ master chính là lối này lối ra ban công tầng 2 các bạn nhé. Ở trên này chúng ta sử dụng là sàn gỗ công nghiệp Malaysia. Đây là cái tủ quần áo được thiết kế cách tân hơn một chút, tức là sử dụng vách kính. Đây, các bạn có thể sử dụng vách gỗ đặc cũng được và sử dụng vách kính cũng được. Và thường thì bây giờ người ta thích sử dụng vách kính bởi vì nó có thể nhìn được vào bên trong đồ. Bên trong đồ này thì khi các bạn mở cửa thì các bạn sẽ có một số cái đèn tự động nó sẽ sáng lên trên đỉnh như này để chúng ta tìm đồ nó dễ hơn. Cũng là một trong những thiết kế rất thông minh và tiện lợi. Dạ, đây là một nhà vệ sinh khép kín các bạn nhé, phòng ngủ master mà. Thì đối với hai vợ chồng thì luôn luôn cần một nhà vệ sinh khép kín. Đây là phòng ngủ cho con. Đã, nói chung là với cái phong cách thiết kế này, thiết kế ở quê là khá là đẹp rồi. Nói chung với ngôn ngữ thiết kế này áp dụng ở quê thì sẽ khi mà thi công xong sẽ rất rất nhiều người sang xin hồ sơ thiết kế đấy ạ. Vâng, video này hôm nay tôi xin dừng lại tại đây. Các bạn yêu thích video của Mark Home, các bạn vui lòng nhấn vào nút đăng ký để theo dõi nhiều video hơn. Cứ trung bình mỗi ngày chúng tôi sẽ up từ 2 đến 3 video lên cho các bạn theo dõi. Đây là đều là những video được sàng lọc từ những hồ sơ thiết kế của Mark Home. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào video lần sau.